Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xà. Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật biết đại từ không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập. Như thật biết đại bi, đại hỷ, đại xả, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập. Thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết pháp không quên mất không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập như thật biết tánh luôn luôn xả không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết trí nhất thiết không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập như thật biết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết nghiêm tịnh cõi Phật, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập như thật biết thành thục hữu tình, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình.